Bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Trong tầm nhìn hạn hẹp của con người, những chướng ngại vật trong cuộc sống dường như to lớn đến mức không thể vượt qua nổi. Nhưng trong tầm nhìn của Cứu Chúa toàn năng của chúng ta, những khó khăn đó thật ra chẳng gì đáng sợ cả. Khi chúng ta để Chúa mở mắt và mở tâm trí mình, mọi thứ sẽ hóa ra giản đơn và nhẹ nhàng biết bao. Hôm nay, ngày 27 tháng 1 năm 2023, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Beth Batch qua chủ đề Điều gì đang cản đường bạn? Khi tôi nhấc tấm thảm lên khỏi sàn nơi con chó của tôi ngủ đêm hôm trước, tôi hét lên thất thanh. Một con bọ nước khổng lồ. Tôi đứng như trời trồng, quan sát xem nó sẽ chạy theo hướng nào để thoát khỏi tôi. Nhưng nó vẫn cứ ở yên đó. Rất may nó đã chết. Tuyệt vời, tôi lẩm bẩm và lê bước xuống hành lang lấy chổi và đồ hốt rác. Bây giờ tôi cần phun thuốc diệt côn trùng toàn bộ ngôi nhà. Tại sao chúng ta lại gọi chúng là bọ nước? Bản chất của nó là con gián. Những con gián khủng khiếp, to lớn, nhanh nhẹn và đáng sợ. Khi quay lại, tôi cúi xuống xem để chắc chắn rằng kẻ đột nhập đã chết hoàn toàn trước khi tôi dám vứt nó đi. Cầu mong cho nó đừng ngọ ngoại khi đang trên đường đến thùng rác và khiến tôi phải phát hoảng. Nhưng cái gì thế này? Đây hoàn toàn không phải là gián. Nó chỉ là một đoạn dây thừng mà con chó của tôi đã nhai, rồi vo tròn lại và tạo dáng y như một con bọ nước khổng lồ. Tôi nghĩ mình thật ngớ ngẩn làm sao khi lo lắng sốt vó lên về cái thứ giống như con bọ này. Khi tôi quét sạch kẻ mạo danh vào thùng rác, tôi cảm thấy một bài học tuyệt vời mà Chúa dành cho tôi. Sứ điệp cho tâm hồn tôi chính là về thái độ. Dạo này, tôi đang tham gia vào một dự án và cảm thấy gánh nặng đang đè trên vai. Công việc mất nhiều thời gian hơn tôi dự tính. Có một số vấn đề chưa được giải quyết và tôi tiếp tục gặp phải những rào cản ngoài lĩnh vực của mình. Dự án này làm tôi thất vọng và choáng ngợp. Đây là sứ điệp tinh tế Chúa dành cho tôi. Khi nhìn vào dự án này, tôi thấy một con bọ nước. Nhưng sự thật không phải như vậy. Có thể trong mắt tôi nó trông giống như vậy, nhưng thật sự không phải như thế. Đây còn là một lời nhắc nhở rằng hà cớ gì tôi phải nổi giận với những thứ không xứng đáng để tiêu tốn năng lượng và cảm xúc như vậy. Tầm nhìn và trí hiểu của tôi có hạn, nhưng Chúa thì không. Ngài đã hướng dẫn nhiều dự án lớn như xây dựng đền tạm nơi đồng vắng trong suốt Ai Cập Ký chương 35 đến 40 để thực hiện những mục đích tốt lành của Ngài. Châm ngôn chương 3 câu 5 có chép: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Tôi không biết làm cách nào để giải quyết những khúc mắc trong dự án mà tôi đang thực hiện. Mục tiêu của tôi là hoàn thành phần việc của mình với tấm lòng phục vụ và không xem khó khăn là những con bọ nước to lớn, hăm he, lấn chiếm và đe dọa. Đó chỉ đơn thuần là một búi dây thừng cũ đã bị nhai nát. Hôm nay, có gì đang khiến bạn cảm thấy phiền lòng không? Nó có thực sự là một con bọ nước không? Hay chỉ là một búi dây thừng? Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tin cậy nơi Ngài trong mọi sự. Tầm nhìn của chúng con bị hạn chế và cảm xúc thái quá có thể chi phối chúng con. Ngài là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc, và tất cả những gì xảy ra ở giữa cuộc đời chúng con đều nằm dưới quyền tể trị của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con liên tục tập trung vào Ngài, chứ không phải vào hoàn cảnh của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, trong cuộc sống, công việc và sự phục vụ, có những khó khăn nào khiến bạn cảm thấy dường như quá lớn đến mức không thể vượt qua? Thay vì tin vào đôi mắt trần hạn hẹp của mình, hãy nương cậy nơi kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn mọi sự theo quan điểm của Cha Thiên Thượng. Và rồi khi ấy, những con bọ khổng lồ đang cản đường bạn hóa ra cũng chỉ là một búi chỉ cũ mềm mà thôi. Ngày xưa khi tôi còn sống đơn độc trong vô vọng, lòng đầy u ám, tội lỗi phủ che thân này. Bạn bè xa lánh, không chốn nấu nương cho linh hồn.
ngục tù thế gian, nhốt tâm linh trong kinh hoàng. Buồn phiền dày dứt vây hãm khiến tôi luôn ưu tư, thở than buồn chán, u hoài con đồng đãi tim. Rồi khi Giêsu tìm đến với yêu thương ân cần, dịu dàng nâng niu, chia sẻ biết bao nhiêu điều. Ngài dìu tôi đến một chốn nghỉ yên cho tâm hồn, mừng vui chứa chan, ngỡ đâu như nơi thiên đàng. Sau muôn tiêu biến, đêm tối cũng theo nhau đi xa, đám mây mặc cảm không còn ngự trị chính tôi. Giêsu yêu tôi, lòng biết Chúa yêu tôi vô cùng. Từng ngày trôi qua, tôi sống thoa vui trong Ngài. Nhiều tình thương mến trong Chúa khiến tôi không cô đơn. Lòng tôi biết ơn Chúa yêu tôi ôi vô vàn. Thầm nguyện yêu Chúa, theo Chúa dẫu thế gian khinh khi, sống bên Giêsu trong cậy thuần phục hiến dâng. Nhiều tình thương mến trong Chúa khiến tôi không cô đơn. Lòng luôn biết ơn Chúa yêu tôi ôi vô vàn. Thầm nguyện yêu Chúa, theo Chúa dẫu thế gian khinh khi, sống bên Giêsu trong cậy thuần phục hiến dâng. Sống bên Giêsu trong cậy thuần phục hiến dâng. Cảm ơn Quân Quay rất nhiều vì đã giúp tôi biết cách cầu nguyện với Chúa. Lời Chúa mỗi ngày qua chương trình tĩnh nguyện hàng ngày đã thấm đượm tâm hồn tôi. Tạ ơn Chúa đã dùng chương trình tĩnh nguyện hàng ngày để khích lệ nhiều quý thính giả từ trong nước lẫn hải ngoại. Chương trình nhận rất rất nhiều những lời chứng khích lệ trong suốt thời gian qua. Nếu quý thính giả là người đang nghe chương trình hôm nay cũng được khích lệ từ chương trình, quý thính giả có thể thu âm và gửi lời chia sẻ của quý vị về cho chương trình theo địa chỉ email chia sẻ amoc@quanquay.vn. Và nếu quý thính giả cảm động được dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy để lại bình luận hoặc tin nhắn tại fanpage và kênh YouTube, hoặc email theo địa chỉ chia sẻ amoc@quanquay.vn và liên hệ qua số điện thoại hotline 0896 164 199. Thân chào quý thính giả và kính chúc quý thính giả một năm mới thật phước hạnh trong Chúa.